Giờ cô hướng dẫn vẽ hoa nè, các bạn vẽ cho cô một cái hình tròn được không? Gạch một gạch được không? Gạch hai gạch, ba gạch, bốn gạch, năm gạch, giống cái gì? Ống mặt trời. Một nét cong được một cánh hoa, hai nét cong được hai cánh hoa, ba nét cong, bốn nét cong. Rồi được bông hoa chưa? Được không? Xem cô vẽ cái cành hoa nè. Nhìn nha. Một đường gạch xuống hơi lượn một chút. Cái lá nè. Một gạch xé qua. Rồi một nét cong. Một nét cong. Được cái lá chưa? Một gạch xéo, hai gạch xéo, ba gạch xéo, bốn gạch xéo, năm gạch xéo. Được cái cành hoa chưa?